Giới thiệu đi. Giới thiệu câu lạc bộ của mình đi. Xin chào cả nhà nhé. Câu lạc bộ đó là Giọt Hồng thành phố Thái Nguyên. Hôm nay là có hai chương trình. Chương trình thứ nhất là ngày mai sẽ là cắt tóc cho mọi người. Thứ hai là hiến máu. Giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Đại biểu Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Gia Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Đại biểu Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương trân trọng giới thiệu đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Về phía tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Ngọc Duệ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên. Đại biểu đơn vị đồng hành xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Quê Chính, Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Cơ sở BIDV chi nhánh. Dự chương trình chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình, huyện Định Hóa, huyện Phú Lương, huyện Đại Từ, huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai. Kính thưa đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Kính thưa đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên và toàn thể nhân dân. Hiến máu cứu người là một hoạt động nhân đạo được cả xã hội quan tâm và được hưởng ứng bởi một giọt máu nào cho đi, một cuộc đời ở lại. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, tôi xin chúc chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt sẽ thu được kết quả cao nhất, mang lại nhiều niềm vui, niềm hy vọng cho những bệnh nhân đang chờ máu. Xin trân trọng cảm ơn.
chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên. Bí thư đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện của tỉnh. Kính thưa Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu, các em sinh viên, tình nguyện viên và nhân dân đồng bào của tỉnh Thái Nguyên thân mến, hôm nay chúng tôi rất là vui mừng, xúc động được về dự ngày hội hiến máu tình nguyện Thái Nguyên ngàn trái tim hồng và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Chúc chương trình ngày hội chúng ta thành công tốt đẹp. Kính chúc mừng và người dân phong trào hiến máu tình nguyện chúng ta đang phát triển. Kính chào các đồng chí, được đi qua một số tỉnh và đây là tỉnh gần cuối cùng để theo dự kiến là ngày 30 tháng 7 chúng ta sẽ tổ chức trại cuối. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và cũng là chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã dìu dắt, đã chỉ dạy cho toàn hệ thống hội trong những năm qua. Một lần nữa, cho phép tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, chúc các em sinh viên, tình nguyện viên và người dân của tỉnh Thái Nguyên sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc ngày hội chúng ta thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Kính thưa quý vị, hành trình đỏ 2022 luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ tích cực của các bộ ngành, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh thành trên toàn quốc. Ngày hôm nay, Ban Tổ chức Trung ương tặng cờ lưu niệm hành trình đỏ tới Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên. Xin được trân trọng kính mời bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, đại diện Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên sẽ lên sân khấu nhận cờ lưu niệm. Thái Nguyên như một lời tri ân sâu sắc tới những đóng góp đầy tâm huyết của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Thái Nguyên trong công tác tổ chức chương trình hành trình đỏ.